Rồi nghe cả nhà ơi, các bạn trên kênh bình luận hỏi mình á là anh ơi, em là sinh viên, nãy em phải ăn cơm chiên lắm, cơm chiên trứng đúng không ạ? Với thường là ăn cơm chiên không mà sao em làm nó toàn dính chảo không ạ? Anh có bí kíp nào, cách nào mà chỉ cho em làm món cơm chiên à mà nó không bị dính chảo không? Thì nhờ bạn trên kênh thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nha một cái bí kíp, và thêm là không phải là cơm chiên thường mà cơm chiên hải sản các nha. Thì đây là món cơm chiên hải sản sẽ nó đặc sắc hơn và ngon hơn rất là nhiều lần. Thì hôm nay anh sẽ chỉ cho em cái bí kíp nha. Đó, và cái công thức để cho em làm cái món cơm chiên mà nó làm cho cơm nó giòn tan, thứ hai nó không bị dính chảo nha. Đầu tiên mình sẽ có những nguyên liệu như sau đây. Cơm chiên hải sản này mình sẽ có hải sản nè. Đây là tôm và mực nha. Thì mình sẽ sắc hột lựu như vậy. Cái này nè em đã trụng sơ nè. Đối với món cơm chiên á mình phải trụng sơ để không hồi gan nó sẽ bị dính chảo nha. Đây có bắp. Bắp này cũng trụng sơ luôn, luộc sơ. Cà rốt luộc sơ để hồi nó không ra nước á. Tại món cơm chiên mà nó ra nước nó sẽ bị dính chảo mình nha. Đây mình có xé 6 trái trứng gà. Rồi gia vị thì mình có xé nè. Có bột ngọt. Có hạt nêm cà no. Hành lá. Đây là dầu ăn và chút xíu màu điều. Màu điều làm gì? Màu điều là cái công thức của nhà hàng 5 sao của tụi em nha. Chuẩn nhà hàng đó. Màu điều để tạo màu đặc sắc và đẹp nha. Rồi bây giờ mời cả nhà vào bếp cùng em. Mình là chơi cái chảo siêu to siêu phúng đòn nha kìa. Chảo hết mấy cái chảo rồi nè. Quá bự nha. Rồi đầu tiên mình sẽ cho dầu ăn vào cả nhà. Chảo nóng mình cho dầu ăn vào. Cả nhà nhớ đối với món này là mình cho chảo thiệt nóng nha. Để hồi nó không bị dính nha. Mình đốt cho chảo thiệt nóng luôn để hồi nó không bị dính chảo á, cơm chiên nó dễ bị dính lắm, nên mình phải cho chảo cái nồi chảo này thiệt nóng. Rồi mà khi chảo nóng rồi bây giờ mình sẽ cho trứng gà vào nha. Đánh trứng nó đều ra nha. Nè, à, nhìn nó lên nhé, cha màu trứng đẹp không? Rồi, sau khi mình đánh trứng nó tan, nó đều ra rồi, mình sẽ cho cơm vào cả nhà. Đó, hết với cái nồi cơm rồi, bây giờ mình sẽ đảo đều ra trứng và cơm nha. Rồi mình đánh mấy cái cục nè, cục nào bự bự mình lấy cái giá mình đánh nó cho nó tan nha. Cho nó nhỏ ra nó hết cục. Đó, cả nhà nhớ thấy không? Cái chảo này mình đốt nóng vậy nè. Nhờ gì mà nó không có dính trứng nè, nó không dính cơm nè. Và đối với món mà cơm chiên này cả nha, cơm chiên cả nhà phải lựa nha. Phải sử dụng gạo nè, hạt gạo khô cơm cả nhà lưu ý nha, này lưu ý nha. Tại vì cả nhà tại sao nhầm người nó chiên dính á, tại vì là xài gạo dẻo nó vẫn là dính nha. Mình phải xào loại là khô cơm nha. Rồi cả nhà ơi, cả nhà mình sắp chảo cho cơm tươi đều lên nha. Đó, nha thấy không? Khi hồi nãy lúc đầu á, mình làm cho cái chảo thì nó nóng á, thì bây giờ cơm nó sẽ không dính. Và nó ra hột rất là đều hột luôn. Và nó sẽ kết cục nè, nhầm cục nó kết cục như vậy nè. Mình đánh ra thôi, đánh nhẹ nhẹ thôi là xong. Và hột cơm như vậy nó rất là giòn luôn. Bây giờ khi mà mình đảo cơm mà trứng nó đã ngã vào một xíu màu vàng rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ nêm nếm gia vị nha. Bắt đầu mình sẽ cho gia vị vào. Với lượng cơm như vậy nè, tại lựa cháo lớn thì mình sẽ có 3 muỗng bột ngọt nha. Sẽ rưới đều lên. 3 muỗng, rưới đều hết cho cơm nha cả nhà. 3 muỗng cà no nha, mình cũng rưới đều hết trơn luôn. Rồi 6 muỗng đường nha cả nhà. Mình cũng rưới đều hết trơn luôn. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho màu điều nha cả nhà. Màu điều để tạo lên màu đặc sắc màu đỏ của cơm nha. Rồi 2 muỗng đây. Rồi mình sẽ sóc sơ cái mình đảo đều với nó cả nhà. Cho lên màu đẹp thấy chưa. Cả nhà nhìn đi. Có một chút xíu màu điều vậy thôi. Là thấy không, hạt cơm của mình lên rất là đẹp luôn. Cái này là nhà hàng cả nhà. Công thức của nhà hàng 5 sao sẽ chỉ cho các bạn nha. Đó thấy không, có một chút xíu màu điều à. Rồi khi mà màu điều và cơm và gia vị đó hòa quyện vào nhau đã thấm đều rồi
Bây giờ mình sẽ cho hải sản vào nha. Đây mình sẽ cho hải sản, tôm, mực, bắp, cà rốt. Rồi bây giờ mình sẽ đảo đều lên nữa. Ôi ôi, lên mùi hải sản thơm quá nha ơi. Rất là thơm luôn nha. Bây giờ mình sẽ xào cho nó khô lại chút xíu nha. Sau khi mà đã đầy hết trơn, cuối cùng mình sẽ cho hành vào nha, hành lá nha. Hành lá càng nhiều càng ngon, càng đặc sắc, cả nhà nhìn thấy không? Quá đặc sắc, quá thơm luôn. Rồi quá đặc sắc nha cả nhà ơi, quá ngon luôn. Rồi cả nhà cứ xào đều vậy là xong nha. Đơn giản như vậy là chúng ta đã có món cơm chiên hải sản siêu ngon, sao không có dính chả một miếng nào luôn. Sau khi gần mà đều, bây giờ mình sẽ gắt tỏi phi đi cả nhà, gắt đều tỏi phi đi nha. Tỏi phi vào để cho ăn nó giòn mà thơm cái đầu cơm đó. Đây cái này có hạt cơm nó rất là đều luôn mà rất là giòn nha. Đó mà không có hề có một chút xíu dính nè. Hạt cơm từng sợi luôn. Đó, bởi vì tại sao lúc đầu em kêu ở nhà là đốt chảo thì là nóng nè. Quá ngon. Rồi bây giờ mời cả nhà thưởng thức cùng em nha. Rồi, bây giờ mời cả nhà thưởng thức cùng em với nha. Trời ơi, cái nồi cơm siêu to siêu khổng lồ luôn nè. Đây là anh em của em nha, anh em trong nhà hàng của em. Bây giờ nồi cơm quá bự rồi, mời anh em thưởng thức. Rồi vô anh em ơi, chiến anh em ơi. Chiến. Vô. Vô. Ăn cơm, nồi cơm này là siêu hấp dẫn luôn, cảm nhận luôn nha anh em. Cắn vô cái có độ giòn nha, độ giòn của cơm và thơm của trứng và hải sản rất là ngon đó nha. Thôi nhỏ nhóc này muốn hút dính hải sản với mực rồi. Mọi người thấy nào sư phụ? Quá ngon, ăn dính miếng mực nó giòn mà nó ngọt. Ngon không? Rồi, mời cái nhà thưởng thức tiếp với cả nhà, rất là ngon nha. Hộp cơm nó xới nè. Đó. Mời cả nhà thưởng thức nha. Quá ngon luôn. Kiếm miếng tôm ăn nha. Anh Ba ngon quá anh Ba ơi. Rất là ngon luôn cả nhà. Quá tuyệt vời. Quá ngon, dính lên tôm sú rồi, quá ngon rồi. Wow, cho cơm mình nhán ghê luôn ha. Quá good. Good. Quá tuyệt vời. Anh sẵn mình chiên nguyên một đòi bự nè. Cho anh em ăn chưa luôn. Vừa có tóc, có là rốt và sẽ tạo lên, nói chung là ăn nó đỡ ngán cái nha. Và khi chiên như này em nói, cơm khô không nhão. Và nhớ khi mình chiên là cho cái chảo thiệt là nóng để nó không có dính nha. Rồi đơn giản như vậy mình có món cơm này thấy không, rất là ngon luôn. Rồi chúc cả nhà thành công với món cơm chiên hải sản siêu ngon nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau.